Những sự thật rất ít người biết về Muay Thái, môn võ thực chiến hùng mạnh của xứ sở Chùa Vàng. Môn võ đề cao tính thực chiến của người Thái rất được ưa chuộng đối với giới võ sinh trên toàn thế giới. Còn với bản thân dân xứ Chùa Vàng, môn võ này còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau nữa. Trong quyền Thái, võ sĩ sử dụng toàn bộ thân mình làm vũ khí tấn công cũng như là phòng thủ. Đây là một trong những bộ môn mang phong cách đầy mạnh mẽ và quyết liệt. Trước khi trở thành môn thể thao toàn dân, Muay Thái được coi là thứ vũ khí sống còn của người Thái Lan ngày xưa. Muay Thái được cho là xuất hiện từ khoảng năm 1500, trải qua hàng trăm năm, nó vẫn được bảo tồn và lưu lại như một nét văn hóa đặc sắc của Thái Lan. 1. Cuộc đời của những võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp. Những võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp thường bắt đầu tập luyện từ khi còn rất nhỏ, khoảng 8 tuổi hoặc ít hơn. Một ngày của họ bắt đầu từ khi sớm tinh mơ và thời gian biểu chỉ xoay quanh việc tập luyện để nâng cao kỹ thuật và duy trì vóc dáng phù hợp. Mỗi võ sĩ phải tham gia hàng trăm trận đấu trong suốt sự nghiệp của mình để hướng tới mục tiêu duy nhất, trở thành nhà vô địch. 2. Muay Thái, môn võ mang tinh thần tôn sư trọng đạo. Các võ sĩ Muay Thái luôn luôn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với sư phụ của họ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sư phụ có trách nhiệm đào tạo những kỹ năng chiến đấu, sức mạnh tinh thần và lòng tin cho môn đệ của mình. Trước mỗi trận đấu, họ luôn chúc học trò của mình chiến thắng, thi đấu an toàn và thuận lợi. Còn người học trò sẽ thực hiện nghi lễ quay kru, một nghi lễ thể hiện sự tôn kính biết ơn. Trước khi trận đấu diễn ra, người ta cũng tổ chức một buổi lễ nhằm cầu mong sự bảo vệ từ thần linh cho cả hai võ sĩ tham gia. Đối với người Thái, chiến thắng là quan trọng, tuy nhiên danh dự luôn là điều đặt lên hàng đầu. Dù thắng hay thua, các đấu sĩ vẫn luôn thể hiện sự tôn kính của mình với đối thủ, cả thầy dạy của đối thủ. 3. Muay Thái và tín ngưỡng tâm linh. Tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống người Thái Lan và có liên quan chặt chẽ tới Muay. Những chiếc khăn đội đầu và trang phục các võ sĩ khi mặc khi thi đấu đều mang những ý nghĩa về mặt may mắn và bảo vệ. Người Thái có niềm tin rất lớn vào thế giới tâm linh. Trước mỗi trận thi đấu, người ta đều thực hiện nghi lễ bày tỏ sự tôn kính với các thần linh như lễ làm Muay. Trong quá khứ, đã có rất nhiều trại quân sự và đền thờ trở thành trung tâm huấn luyện và các nhà sư thường là những bậc thầy trong môn này. 4. Hy vọng đổi đời cho những số phận bất hạnh. Có rất nhiều lý do để một người lựa chọn theo đuổi sự nghiệp trở thành võ sĩ từ khi còn bé. Trong hầu hết trường hợp, nó đều không liên quan đến khát vọng trở thành nhà vô địch. Những đứa trẻ học Muay Thái phần lớn là do cha mẹ chúng. Họ hy vọng rằng môn võ này có thể giúp con cái của họ có một sự nghiệp ổn định và đem lại cho con cái tài chính cho gia đình. Ở nhiều vùng quê ở Thái Lan, Muay Thái còn được coi là cơ hội duy nhất để kiếm tiền. Những đứa trẻ lớn lên từ gia đình không trọn vẹn hoặc vô gia cư coi các trại huấn luyện Muay Thái như một mái ấm. 5. Thu nhập các võ sĩ Muay Thái. Võ sĩ Muay Thái chỉ kiếm được mức tiền lương khá tiêm tốn, trung bình khoảng 5.000 baht, tương đương với khoảng 3,7 triệu đồng mỗi tháng. Còn đối võ sĩ chuyên nghiệp, mức lương của họ vào khoảng 10.000 baht, khoảng 7,3 triệu đồng. Càng thi đấu nhiều, mức thu nhập của võ sĩ càng tăng. Vì vậy, họ thường cố gắng tham gia nhiều giải đấu nhất có thể, bất chấp những chấn thương, bệnh tật và mệt mỏi. Cũng như các môn thể thao đối kháng khác, võ sĩ Muay Thái thường có độ tuổi nghỉ hưu sớm. Trong quá khứ, điều này là một thiệt thòi, bởi rất khó để họ tìm được công việc khác trang trải cuộc sống. Tuy nhiên ngày nay, rất nhiều võ sĩ về hưu vẫn tiếp tục công việc của mình bằng việc mở lớp huấn luyện cho các võ sinh mới vào nghề. 6. Môn võ gắn liền với văn hóa đánh bạc của Thái Lan. Đánh bạc trong Muay Thái được coi là hợp pháp tại Thái Lan, thậm chí nhiều người cho rằng môn võ này sẽ mất đi phần sự cuốn hút nếu nó không có hình thức đánh cược. Nhiều võ sĩ sống dựa vào thu nhập từ những hoạt động này. Trong các cuộc đấu, người ta có thể cho rằng họ chiến đấu như cỗ máy bạo lực. Nhưng đằng sau đó, môn võ Muay Thái dạy cho người tập nhiều bài học về sự khiêm tốn, tôn trọng, niềm đam mê và trạng thái tự chủ bản thân. Đối với rất nhiều võ sĩ, những chấn thương mà sự nghiệp của họ mang lại chỉ là một phần cuộc sống. Ở trong một quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện các võ sĩ Muay Thái. Cảm ơn các bạn xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào lại các bạn những video lần sau. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. You could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
your answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.